Trong những năm trở lại đây, mô hình nhà thông minh phát triển mạnh ở Hà Tĩnh và với những thiết bị hiện đại đã mang lại cho người dùng những trải nghiệm và tiện ích thiết thực trong cuộc sống. Vì công việc bận rộn, chị Võ Thị Thủy sống tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh đã lựa chọn những thiết bị thông minh cho ngôi nhà của mình để tiết kiệm được thời gian và công sức. Chỉ cần các thao tác đơn giản trên điện thoại hoặc điều khiển bằng giọng nói, chị có thể dễ dàng giám sát ngôi nhà từ mở cửa, bật nóng lạnh, tắt bật hệ thống đèn mà không phải trực tiếp có mặt. Việc sử dụng mô hình nhà thông minh giúp chị có thêm nhiều thời gian để làm những công việc khác và tận hưởng cuộc sống tiện ích. Phục vụ cho những nhu cầu trong đời sống của mình như là hệ thống ánh sáng hay là các cái công nghệ trong gia đình như là bình nóng lạnh, rồi tivi, điều hòa rất là tiện. Mình không cần phải đi tìm thiết bị để mở mà mình có thể là sử dụng ngay trên cái điện thoại smartphone của mình á. Nó hỗ trợ cho mình được rất là nhiều điều và làm cho mình cảm thấy là thoải mái trong cuộc sống. Mô hình nhà thông minh là sử dụng nhiều thiết bị điện tử tự động hóa tiện lợi trong ngôi nhà. Điều đặc biệt chính là toàn bộ những thiết bị riêng lẻ này đã được kết nối với nhau và được quản lý trên chính thiết bị điện thoại của chủ nhà. Nhiều người lầm tưởng rằng việc lắp đặt, tu sửa nhà thông minh sẽ trả chi phí cao và tiêu hao nhiều điện năng. Nhưng thực tế lại trái ngược như vậy. Kiệm thời gian, tiết kiệm công sức và ngồi ở bất cứ đâu thì tôi cũng có thể là bật tắt điện, đóng cửa, mở cửa và nhất là gia đình tôi lại có trẻ nhỏ, giúp ích cho mình trong cái việc là quản lý cái ngôi nhà của mình. Càng ngày thì con người chúng ta là càng bận rộn thì càng cần cái tiện ích nhanh. Về nhà là mình chỉ dùng mỗi điện thoại là mình có thể và ra vào nhà rồi. Và không cần phải dùng để chìa khóa gì hết. Mình ở đâu mình cũng thể điều khiển ngôi nhà của mình và kiểm soát những người ra vào nhà mình. Thì càng ngày cái nhu cầu cuộc sống nó cần sự tiện ích và cần sự đầy đủ hơn. Mô hình nhà thông minh đã có mặt ở Hà Tĩnh hơn 5 năm qua. Đặc biệt, 2 năm trở lại đây thực sự phát triển mạnh mẽ. Trước đây, những ngôi nhà này chỉ xuất hiện nhiều ở vùng đô thị, còn hiện tại đã phát triển rộng ra các địa phương trên toàn tỉnh. Không chỉ các nhà xây mới mà đối với các ngôi nhà cũ cũng có thể cải tạo để trở thành nhà thông minh. Hiện tại thì xu hướng nhà thông minh ở Hà Tĩnh thì cũng đang rất là phát triển. Và mỗi năm là phát triển tăng với cái mức độ thâm nhập là từ 4 đến 5%. Đối với những cái nhà mà xây mới thì là thông thường họ sẽ lựa chọn các cái giải pháp về nhà thông minh để họ thực hiện. Còn những cái nhà mà đã xây trước đây thì cái việc là chuyển từ nhà bình thường sang nhà thông minh cũng là một cái giải pháp thực hiện, nó cũng rất là đơn giản. Gần đây như ở Hà Tĩnh thì gian trải ở tất cả các cái địa bàn huyện và thành thị như ở Kỳ Anh, Hương Sơn, Đức Thọ thì cũng đã triển khai các cái nhà thông minh. Những tiện ích mà nhà thông minh đưa lại đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi hộ gia đình và đang dần trở nên phổ biến tại Hà Tĩnh. Và sự phát triển của nhà thông minh chính là tiền đề để tạo nên những đô thị thông minh, xã hội thông minh. Ủy ban nhân dân